Rồi, kênh Qua Xứ Tây Ninh xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Kính chúc tất cả cô chú anh chị em mình có những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ nha. Bữa nay em tiếp tục cũng đăng bán một số cây xứ hạt nó nở hoa đẹp ấy. Cả nhà mình có yêu thích thì mình vào xem nha. Thích thì mình mua ủng hộ mình chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn. Thì cũng như thường lệ thì bên em sẽ bao phí ship cho đơn hàng từ 200.000 trở lên nha. Và khi gửi đi em sẽ nhổ cây giao không chậu nha. Em bắt đầu vô cây đầu tiên nha cả nhà. Rồi, cây đầu tiên là một cây một cốt nha. Cao khoảng hơn một gang tay nha. Một cây đơn nha. Đơn màu vàng nha cả nhà. Vàng hơi nhạt nha. Vàng hồng. Họng nó không vàng luôn này nha. Qua đứng nha cả nhà. Đứng luôn. Đó, một cây màu vàng hơi nhẹ. Vàng nhẹ một chút nha cả nhà. Nó có cái gân họng ở giữa nè. Rồi, cây đầu tiên cây số 1 này bộ lá đẹp này nha. Bộ tàn lá nó đẹp nè. Cây rất là mập nha. Củ ở dưới đây bự lắm nè. Cây số 1 này em bán giá là 120.000 nha. Rồi em tiếp cây số 2 nha. Số 2 cũng là một cây một cốt luôn nha. Cao cũng hơn một gang tay luôn. Một cây đỏ nhung nha cả nhà. Đỏ nhung nha. Đỏ nhưng mà nó có cái nó có pha như cái trắng trắng ở trong giữa cánh hoa nè. Nhìn nó cũng rất là đẹp nha. Rất là sáng. Màu đỏ đậm nha. Cây này xoay hoa mini nha cả nhà. Xoay hoa nhỏ nha. Nụ nó thì rất là nhiều. Mấy cái mặt hoa xoay mini này mình về chơi nó cũng nhìn nó cũng thấy cưng lắm. Là một cây đơn đỏ tím này em bán giá là cây số 2 em bán giá là 80.000 nha. 80.000 cho cây số 2. Rồi em tiếp cây số 3 nha. Số 3 là cũng có một cây đơn đỏ luôn, đỏ hồng. Cây này thì hoa nó cũng thường thôi, nhưng mà đựng cái nó mini nha, hoa nhặt sai hoa nhỏ. Mấy cái này bông nó nụ nó rất là nhiều. Cây này là được cái là nó phân tàn đẹp nữa nha cả nhà. Cây này về mình có thể tạo dáng luôn nè. Hai cái nhánh hai bên là mình có thể chơi những cây bonsai mini nhỏ nhỏ được cũng đẹp lắm nè. Uống tạo dáng cho nó nữa. Cây này dưới đây cũ thì bự rồi nè nha. Cũ to rồi. Rồi cây số 3 một cây đơn đỏ mini em bán giá là 50.000 nha. 50.000. Đó. Cây này bộ tàn là phân tàn đẹp nha cả nhà. Rồi 50.000 cây số 3 nha. Rồi tiếp tục là em bán cây số 4 nha. Cây này là một cây cực kỳ VIP nha cả nhà. Màu vàng cực kỳ đậm luôn á. Cây này màu vàng có thể nói là cực kỳ đẹp luôn. Chung mình thấy cái màu vàng này là nó đậm cực kỳ luôn á cả nhà. Mình trồng sứ cũng rất là nhiều luôn nhưng mình chưa thấy cái màu sứ mà màu vàng nào mà nó đậm như cái màu này luôn á nha. Không phải cây của mình là mình nói cho dữ nha, đó thật chắc là như vậy luôn. Ở bên ngoài nó vàng dữ vàng luôn nha cả nhà. Vàng dữ lắm. À, cây nó vàng cực kỳ luôn á. Vàng đậm luôn. Có thể nói là bên ngoài nó đậm hơn là tông hình nữa nha cả nhà. Vàng dữ lắm. Một cây VIP nha cả nhà. Cây này màu rất là đẹp nha. Đó. Nếu ai thích cái tông màu vàng thì mình sưu tầm em này là thôi cực kỳ phê luôn. Cây này nó xoay qua lúc này nó hơi nhỏ nha cả nhà. Tại cây này nó đang hết phân nè. Tình trạng nó đang hết phân. Cây nó cũng không được mạnh, không có được sung mấy. Phân nó hết rồi nè. Rễ nó cùi tới đáy chậu nè. Đó, nó rễ lòi ra đó ha. Về mình thay phân cho nó là cây nó sung nó mạnh lên nè. Đợt sau nó sẽ cho ra bông nó bự hơn nha. Đó, màu vàng cực kỳ đậm nha cả nhà. Một cây duy nhất nha. Cây này mà cả nhà không nhanh tay sưu tầm nữa là rất là lâu nữa mới có được một cây như vậy nha cả nhà. Cây cực kỳ đẹp luôn. Đó. Cánh hoa này là nó bị sâu nó ăn một miếng rồi cả nhà cho nên nhìn nó không đều nghe. Chứ nếu qua mà nó đợt sau nó trổ thì chắc chắn bông nó sẽ rất cực kỳ đẹp luôn. Một mặt hoa cực kỳ phê luôn. Thiệt khó kiếm cái cây như vậy nha cả nhà. Cây này nếu không ai chuyển nhượng thì mình để là mình chơi luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đó. Nói chung vàng loại này là nó đậm dữ vàng luôn nha cả nhà. Chưa thấy cái bông sứ màu vàng nào mà nó vàng đậm như vậy luôn. Rồi cây số 4 này thì giá chuyển nhượng của em nó là 800 nha. 800k cho cây số 4 nha cả nhà. Nói chung cây sứ màu vàng này giá như vậy là giá nó cũng rất là mềm nha cả nhà. Một màu vàng đẹp như vậy thì nó cũng rất là hiếm nha. Đó, vàng đậm cực kỳ luôn. Bộ lá cũng đẹp nữa nha. Cây này phân tàn dưới đây một nhánh thôi nha cả nhà. Cái nhánh này về là mình có thể cắt ghép luôn nè. Lấy cái nhánh này đủ là thấy mình đủ nhân giống cắt ghép rồi cũng ngon luôn nè. Cây này cao hơn một gang tay nha. Cao hơn một gang tay. Cây này củ cũng hơi nhỏ nha cả nhà. Nó đã hết phân nha. Về mình thay phân thay đồ cho nó cho cây nó sung lên nha.
một cây cực kỳ đẹp nha cả nhà, rất là phê luôn đó. Để ở đâu nó cũng vàng hết á, ra ngoài nắng nó càng vàng dữ nữa nữa không, ra ngoài sáng nè cả nhà thấy chưa, cực kỳ vàng luôn đó. Để ngoài trời, để ngoài trời nắng nè, vàng còn hơn nữa nè không, vàng kinh khủng luôn cả nhà. Nhanh tay nha, nhanh tay chuyển nhượng em nói về liền nha cả nhà. Rồi, bữa nay em có 4 cây rồi, cả nhà có yêu thích thì mua ủng hộ mình nha, mình chân thành cảm ơn rất là nhiều luôn. Đó, em một em màu vàng, không thể nào mà vàng hơn được nữa. Có thể nói là vàng hơn vàng 24 luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã xem nha. Kính chúc tất cả cô chú anh chị em mình có một ngày, những ngày nghỉ lễ thật là vui vẻ nha.